Ngày 27 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng giả danh cảnh sát hình sự bắt, giữ người trái pháp luật và đánh đập. Đó là Võ Văn San 25 tuổi, Nguyễn Đức Duy 19 tuổi, Tô Văn Thu 18 tuổi và Bùi Anh Hưng 23 tuổi. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 24 tháng 6, do có mâu thuẫn với nhóm của Trần Văn Nghĩa 17 tuổi trú tại phường Trần Quang Diệu, thành phố quy nhơn nên san cùng ba đối tượng trên đã điều khiển xe máy cầm theo hai con dao và một thẻ chứng minh công an nhân dân giả đi tìm để trả thù khi đi đến gần quảng trường thành phố quy nhơn thấy một nhóm thanh niên đang ngồi chơi tại đây tưởng là nhóm của nghĩa nên san lao đến tự xưng là cảnh sát hình sự và tấn công sau đó nhóm này bắt ba thanh niên đưa đến khu vực phường nhân bình thành phố quy nhơn và tiếp tục đánh đập hiện công an thành phố quy nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ thêm hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định